chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sau khi có công văn chỉ đạo của tỉnh về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh không cần thiết như karaoke, quán bar, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi điện tử để phòng chống dịch, các đơn vị này đã chấp hành tốt và chung tay thực hiện phòng chống dịch. Song song với hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Than Uyên luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Thưa quý vị, để chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hôm qua đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thì kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 7, năm 2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khuyến nghị mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Riêng đối với công dân của huyện Than Uyên, hạn chế ra khỏi địa bàn huyện. Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như là khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, gội đầu, phòng tập kim, thẩm mỹ, spa. Hạn chế các hoạt động kinh doanh vỉa hè, quán ăn tại chợ truyền thống. Riêng đối với các nhà hàng quán ăn, quán cà phê, quán bia, quán giải khát, phải đảm bảo các biện pháp an toàn như bố trí khách ngồi giãn cách, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét hoặc lắp vách ngăn tại các bàn ăn, uống, khuyến khích bán hàng mang về. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nhà máy được phép hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế các cuộc họp, hội nghị không thực sự cần thiết, giải thi đấu thể thao, hội thi, sự kiện văn hóa. Đối với các cơ quan, công sở, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bố trí tối đa không quá 30% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc luân phiên tại nhà. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối tổ chức sắp xếp đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân trên địa bàn. Sắp xếp bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách hàng trong cùng thời điểm và phải luôn đảm bảo thực hiện tốt thông điệp 5K. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thì từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có tổng số 20 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị đủ điều kiện ra viện, ở nơi khác chuyển về tỉnh, theo dõi tiếp. Trong đó, có 9 F0 đã hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi, và 11 F0 đang tiếp tục cách ly, theo dõi theo quy định. Có 3 ca tái dương tính, các trường hợp sức khỏe bình thường. Theo quyết định số 2686 của Bộ Y tế, hiện có 8 xã ở mức độ nguy cơ. Xã Ta Sa, xã Mường Kim của huyện Than Uyên, xã Mường Khoa, thị trấn của huyện Tân Uyên, xã Làn Nhị Thàng, xã Mồ Xì San của huyện Phong Thổ, xã Can Hồ, xã Vàng San của huyện Mường Tè. Các xã này có trường hợp tiếp xúc gần liên quan đến ca nghi mắc, ca tái dương tính. 98 xã phường, thị trấn còn lại ở mức độ bình thường mới. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký công văn hỏa tốc số 5868 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine COVID-19, rà soát các đối tượng tiêm theo đúng quy định. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phân bổ nhiều loại vaccine phòng COVID-19 khác nhau như AstraZeneca, Pfizer, Moderna cho các địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai tiêm chủng. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có dịch diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy trình tiêm chủng, bao gồm xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký tiêm, thực hiện sàng lọc, tổ chức tiêm chủng và báo cáo theo đúng quy định. Yêu cầu sử dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi đối tượng tiêm chủng. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, không chỉ làm ảnh hưởng đến đời sống của mọi người mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sau khi có công văn chỉ đạo của tỉnh về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh không cần thiết như karaoke, quán bar, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi điện tử để phòng chống dịch, các đơn vị này đã chấp hành tốt và chung tay thực hiện phòng chống dịch. Sau đây là phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên khởi động ngày mới về nội dung này. Có mặt tại quán Luxury Game tại khu trung tâm thương mại thành phố Lai Châu. Theo chủ quán Net hiện nay thì quán có 20 máy chơi game, nhưng từ khi có dịch COVID-19 cho đến nay, tình hình kinh doanh của quán gặp rất nhiều khó khăn. Riêng trong năm nay quán đã phải đóng cửa 2 lần để phòng chống dịch. Và hiện nay, sau khi nhận được công văn số 2100 của tỉnh về tạm dừng kinh doanh các điểm cung cấp trò chơi điện tử, chủ quán cũng đã đóng cửa từ đêm ngày 20 tháng 7 để chấp hành theo quy định. Thì
từ khi có cái thông báo đóng cửa đấy, tôi biết internet mà nó đóng cửa thì cũng phải chấp hành để đi cửa chung thôi, thì cũng phải nhận báo cáo hết quan sát để đi. Khi nào có thông báo mới về vở thì tôi thành thôi. Bây giờ phải nói chung là tình hình dịch bệnh này khó khăn chung. Cứ một năm từ năm ngoái đến nay là tôi bị đóng mất 3 lần rồi, 3 lần dịch rồi, nó phải khắc phục thôi chứ biết sao rồi, bây giờ phải cố gắng. Cũng như nhiều điểm cung cấp các trò chơi điện tử trên địa bàn của thành phố Lai Châu, tại quán Net Tuấn Game Center, tổ 22 phường Đông Phong, sau khi có thông báo của chính quyền về việc tạm dừng phục vụ khách để phòng chống dịch, chủ quán cũng đã chấp hành tốt và cho đóng cửa quán. Sau khi đóng cửa, hiện nay quán cũng đang cài đặt lại hệ thống máy, lau dọn sắp xếp lại máy móc, đợi khi có quyết định mới về hoạt động trở lại để phục vụ cho khách hàng được tốt hơn. Khi mà nhận được cái quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống dịch Covid trong cái thời gian này, thì quyết định thì tôi cũng chấp hành là đóng cửa. Hiện nay thì tôi cũng chỉ là thu dọn tất cả bàn ghế, lau sạch nhà cửa để đến bao giờ có quyết định mới thì tôi sẽ lại mở tục ra. Và trong cái thời gian này thì mặc dù đóng cửa thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế của gia đình như chúng tôi phải chấp hành. Không chỉ các điểm cung cấp dịch vụ điện tử thực hiện tốt, các điểm cung cấp các dịch vụ karaoke trên địa bàn của thành phố Lai Châu cũng chấp hành tốt công văn số 2100 của tỉnh. Hiện nay tất cả các điểm kinh doanh karaoke đều thực hiện đóng cửa để phòng chống dịch. Cùng với đó thì công tác vệ sinh dọn dẹp cũng đang được các đơn vị này tiến hành đảm bảo vệ sinh trong thời gian tạm dừng. Ngay sau khi mà nghe được thông tin ở trên mạng xã hội Ủy ban nhân dân Lai Châu đăng tin về tạm nghỉ quán karaoke thì cơ sở của chúng tôi đã chấp hành rất là tốt, đã tạm dừng ngay hoạt động vào lúc 00 giờ ngày 21 tháng 7 ạ. Hiện tại thì chúng tôi chỉ còn là giữ lại nhân viên để lau dọn và quét dọn quán sạch sẽ thôi ạ. Với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì thực ra nó cũng có ảnh hưởng đến tất cả các nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở kinh doanh của chúng tôi, nhưng mà vì tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp nên là cũng phải đồng hành cùng với lại nhà nước để đảm bảo phòng chống dịch tốt. Sau đây là toàn bộ công văn số 2100 của tỉnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn do chủng virus Delta có tốc độ lây lan rất nhanh. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lây lan vào địa bàn tỉnh luôn hiện hữu. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện quyết liệt hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, với mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát và hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân là trên hết, là trước hết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau. 1. Tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, karaoke, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, điểm cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh. Thời gian từ 0 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. 2. Các sở ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Căn cứ nội dung văn bản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương liên quan triển khai thực hiện. Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank, huyện Than Uyên đã tích cực chung tay chia sẻ những khó khăn với nhân dân trong huyện, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, uống nước nhớ nguồn, thể hiện ý thức trách nhiệm chia sẻ vì cộng đồng của cán bộ nhân viên trong đơn vị. Đây vừa là truyền thống, vừa thể hiện nét đẹp văn hóa Agribank. Căn nhà mới của gia đình anh Lò Văn Trương ở bản Mường, xã Mường Than là một trong 3 căn nhà được ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Than Uyên hỗ trợ. Để có được ngôi nhà mới khang trang gần 100 triệu, anh đã được ngân hàng Agribank huyện hỗ trợ 20 triệu. Cùng với đó thì trong suốt quá trình xây dựng, anh đều được chính quyền của xã hỗ trợ thêm tiền, các đoàn thể và bà con nhân dân giúp đỡ ngày công. Này được ở trong căn nhà mới, các thành viên trong gia đình đều cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi, có thêm động lực để vươn lên trong phát triển kinh tế. Trước đây gia đình của vợ chồng em thì rất là khó khăn ạ. Mái nhà thì nhà tạm nên là không đủ điều kiện, vợ chồng không thể làm nhà được ấy. Nên là nhà nước đã ủng hộ cho gia đình bọn em là để làm cái nhà như thế này, thì gia đình bọn em rất cảm ơn ạ.
Đảng và Nhà nước và ngân hàng đã giúp đỡ gia đình bọn em. Từ bây giờ làm được cái nhà thế này thì được cái mái nhà của Đảng và Nhà nước, xã đã than đã hỗ trợ gia đình bọn em thế này, vợ chồng bọn em sẽ cố gắng ạ để làm ăn thế nào để mai tiến xa hơn ạ. Tại buổi lễ trao nhà cho các hộ gia đình nghèo, đại diện lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Than Uyên báo cáo kết quả thực hiện xây dựng 3 ngôi nhà, số tiền quyên góp ủng hộ. Theo đó, 3 ngôi nhà của gia đình ông Giàng A Say, ông Vừ A Dơ ở bản Hội Bắc, xã Pha Mu và ngôi nhà của anh Lò Văn Trương ở bản Mường, xã Mường Than đều được hỗ trợ mỗi nhà 20 triệu đồng, là tiền của cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh huyện Than Uyên đóng góp để mua vật liệu. Cấp ủy chính quyền xã Pha Mu, Mường Than cũng như là nhân dân của các bản hỗ trợ ngày công xây dựng. Sau khi những ngôi nhà này hoàn thành đã giúp cho các hộ yên tâm ổn định đời sống, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Gia đình anh Trương và chị Nghiêm là hộ gia đình rất là khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, điều kiện về đất đai là cũng hạn chế. Thế thì trên tinh thần được sự đồng hành hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp huyện, thế thì Đảng ủy xã Mường Than cùng với các đoàn thể cũng đã lựa chọn để hỗ trợ đối gia đình anh Trương và chị Nghiêm. Điều kiện thì gia đình cũng không có kinh phí để xây nhà. Trên cái tinh thần Đảng ủy đoàn thể thì góp ngày công và một chút kinh phí cùng với sự hỗ trợ Ngân hàng Nông nghiệp thì gia đình đã xây dựng được căn nhà khoảng 50m² và giá trị khoảng 90 triệu đồng. Có một cái căn nhà nhân ái để tạo cái điều kiện trong cuộc sống và có cái điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao cái thu nhập sau này. Được biết, song song với hoạt động kinh doanh, Agribank chi nhánh huyện Than Uyên luôn thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng thời chúng ta chia sẻ đối với nhân dân các dân tộc còn khó khăn trên địa bàn của huyện Than Uyên. Đây là dịp chi nhánh tăng cường giáo dục cán bộ nhân viên trong đơn vị về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, uống nước nhớ nguồn, thể hiện ý thức trách nhiệm chia sẻ cùng chung tay xây dựng cộng đồng. Đây vừa là truyền thống, vừa thể hiện được nét đẹp văn hóa của Agribank. Agribank chi nhánh huyện Than Uyên thì coi đây cũng là một nhiệm vụ rất là quan trọng để giúp công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Than Uyên nói riêng và cũng như là trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung. Thì với cái nhiệm vụ của Agribank chi nhánh huyện Than Uyên thì chúng tôi cũng mong rằng là với những cái hoạt động xã hội từ thiện đó thì cũng giúp phần nào chia sẻ những cái khó khăn đối với hoạt động của nhân dân trên địa bàn và cũng như là mang chính sách của Agribank, đó là sự nghiệp tam nông, nông nghiệp nông thôn và nông dân, và luôn luôn gắn bó với hoạt động của nông nghiệp nông thôn nông dân trên địa bàn huyện. Có thể nói với trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Than Uyên đã thổi một luồng gió mới trong công cuộc giúp cho các hộ nghèo tại huyện xóa nhà tạm, nhà tranh tre. Từ đó góp phần giúp cho hộ nghèo ở nơi đây an cư lạc nghiệp, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong tháng 7 năm 2021, huyện Than Uyên đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới được 8 buổi với hơn 280 lượt người dân tham gia. Vận động nhân dân tổ chức khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm được 52 buổi với trên 2.860 lượt người tham gia. Đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch duy trì và thực hiện các tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, bản nông thôn mới, nâng cao gắn với phát triển du lịch, thực hiện trong năm 2021. Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện đã tổ chức họp bỏ phiếu và đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, trình Trung ương thẩm định và ra quyết định công nhận huyện Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành chỉ đạo các xã thị trấn chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Chỉ đạo nhân dân tiếp tục trồng cỏ, nhân rộng diện tích cỏ làm thức ăn cho nuôi gia súc, đẩy mạnh tái đàn trong chăn nuôi lợn và tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Đến nay, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 2,2%, đạt 47,8% kế hoạch giao. Thời gian tới, phòng tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Huyện Tam Đường đang ngày càng áp dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cơ giới hóa nông nghiệp. Đến nay, huyện đã có trên 3.500 các loại máy giúp cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Với việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung, huyện sẽ tập trung đầu tư máy móc nhằm nâng cao năng suất lao động, từ đó thúc đẩy phát triển các cánh đồng lúa, thu nhập 50 triệu đồng trên 1 hectare, nâng cao chất lượng các loại cây trồng,
đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, do đặc điểm về địa lý, chính vì vậy vào thời điểm này, các xã vùng cao của huyện Sìn Hồ đang bước vào mùa mưa kéo dài. Không khí ẩm thấp là nguyên nhân gây ra nhiều loại dịch bệnh đối với trẻ em. Nhằm hạn chế tình trạng trên, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ đã tập trung nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng kỹ thuật khoa học vào điều trị, tập trung tuyên truyền cho các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức, quan tâm, chăm sóc con em mình. Sau đây là phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày, độ ẩm cao tại các xã vùng cao của huyện Sìn Hồ là nguyên nhân làm cho trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ, sức đề kháng còn yếu, hay mắc các bệnh liên quan đến cảm cúm, thủy đậu, tay chân miệng, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Gia đình ông Tần Giảng Pao ở xã Tà Phìn có cháu bị ốm sốt nhiều ngày nay, sau khi đưa ra Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ để chữa trị, tình trạng sức khỏe của cháu đã dần ổn định. Cháu thì bị sốt được 2-3 hôm rồi, nó bị kho, sốt, đau đầu. Hôm qua được vào viện chữa trị. Hôm nay nó lại bị sốt, lại nôn. Bác sĩ thì chăm sóc rất tốt. Nếu khỏe bệnh thì cũng cảm ơn bác sĩ về nhà trong cháu càng tốt hơn. Hiện nay bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quản lý chặt chẽ các trường hợp mới được chuyển về từ các vùng dịch, thì vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho trẻ em, đang là vấn đề được Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ hết sức quan tâm chú trọng. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ban lãnh đạo trung tâm cũng chỉ đạo cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, tập trung vào công tác khám điều trị trong thời gian nhanh nhất cho các trường hợp trẻ em phải nhập viện vì liên quan đến các dịch bệnh theo mùa. Đối với trẻ nhỏ trong cái mùa hè thì thường hay gặp các bệnh do virus như là viêm não do virus, rồi bệnh tay chân miệng, đau mắt đỏ vân vân, và cũng gặp những cái bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, nên cũng do lị và thương hàn vân vân. Những khi gặp mắc những cái bệnh đó thì cũng gây rất nhiều cái khó khăn về sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là về sự phát triển và về tầm vóc và cũng như là trí tuệ của trẻ. Chăm sóc bảo vệ trẻ em là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, đối với một địa bàn có khí hậu khác biệt như Sìn Hồ thì vấn đề này cần được chú trọng nhiều hơn nữa, tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh phòng và tăng cường chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Có như vậy, sức khỏe của trẻ nhỏ tại các xã vùng cao mới được đảm bảo phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ 2016-2021, quá trình hoạt động và phát triển, Hội người cao tuổi huyện Tân Uyên ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, vị thế là tổ chức xã hội đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên, người cao tuổi trên địa bàn. Với nhiều kết quả nổi bật, hiện nay toàn huyện có 100% số xã, thị trấn đã thành lập được hội người cao tuổi, có 92 chi hội với trên 4.200 hội viên. Toàn huyện có trên 320 người cao tuổi đảm nhận các chức danh cán bộ ở cấp xã, cấp bản và tham gia hoạt động trong các tổ chức từ huyện đến cơ sở, khẳng định nền tảng tuổi cao, gương sáng. 5 năm qua, các cấp hội người cao tuổi trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người cao tuổi. Từ năm 2016 đến nay, đã có trên 25.000 lượt người cao tuổi được khám, tư vấn sức khỏe định kỳ, trên 3.500 lượt người cao tuổi được khám mắt, hơn 110 người cao tuổi được thay thủy tinh thể và tặng kính đeo nâng thị lực. Toàn huyện hiện có 490 người cao tuổi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 không đi làm thuê được. Được nhà nước hỗ trợ tiền, gia đình rất phấn khởi, có thêm tiền để trang trải cho cuộc sống. Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của người cao tuổi được thể hiện ở tất cả các cơ sở hội, với hơn 1.100 hội viên. Người cao tuổi còn trực tiếp tăng gia, lao động sản xuất như trồng, chăm sóc chè, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài ra, 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang quản lý nguồn quỹ hơn 220 triệu đồng, đã hỗ trợ cho hơn 40 lượt hội viên khó khăn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp họ vươn lên thoát nghèo. Ra về câu lạc bộ thế hệ thì cô cũng cảm thấy là rất vui, được đi nhiều nơi mà được gặp anh em hàng xóm rất nhiều, mà với là được vay vốn để làm kinh tế gia đình, nuôi vịt, nuôi gà, hoặc là chăm sóc nuôi cá.
trồng ngô mới là làm chè. Sẵn sàng góp sức mình tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, hội viên người cao tuổi cùng các con cháu trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 5.200 ngày công, hiến gần 41.000 mét vuông đất và hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, bản. Người cao tuổi còn tích cực vận động nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi và cung cấp hàng vạn nguồn tin có giá trị cho các cơ quan chức năng. Xây dựng tổ chức hội thì là cái nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua là về công tác phát triển tập hợp, phát triển kết nạp hội viên. Nếu mà so với nhiệm kỳ cũ là phát triển cả một nhiệm kỳ được 782 hội viên thì sang cái nhiệm kỳ này hội người tuổi Tân Uyên phát triển lên tới 1.378 hội viên. Thì là trong 5 năm thì vận động xã hội hóa được khoảng gần sấp xỉ 140 triệu. Thế là trên cơ sở đó thì cái công tác thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ với người cao tuổi có hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, hoàn cảnh yếu thế được 1.066 hội viên được thăm hỏi. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội người cao tuổi huyện tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.